cái gỗ cho mình dễ lựa. Con lựa hết gỗ được không cô? Đi. Con bên đây á chị, để con làm cũng ngon chứ. Để hết gỗ luôn đi. Hay là mình lấy hết gỗ căng luôn đi. Hết gỗ luôn. Để hết gỗ luôn hả chị? Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Đây, đây là con bạch tuộc của chị nè, bự chưa? Ôi khổng lồ luôn á. Kiếm con là bự bự như cảm coi. Con này là bự nhất rồi, không kiếm được đúng đâu. Đấy, đây đây con này con bự. Ta da. Nha, bự không đây. Thua kém gì đâu nha. Đây là con đã nhồi rồi và đây là con chưa có nhồi, nó còn nhớt. Nó còn rất là nhớt luôn nè. Thì mình với lại Ngân cùng với lại chị An đó các bạn đi ra tới ngoài chợ Hà Tiên á để mà mua những cái con bạch tuộc với lại mấy cái con ghẹ tươi ngon nhất có thể luôn để mà về đây mình chế biến món ăn. Thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân đó là anh David. Thì đây là lần thứ 5 rồi đó các bạn ơi, rất là nhiều lần luôn. Anh hỗ trợ cho mấy chị em những cái bữa ăn ngon. Thì sau những chuyến đi thiện nguyện nè, kèm theo đó là hổng gài á trời mưa bão rất là to luôn, nên là mấy chị em ở nhà ăn rau luộc không mà đâu có được ăn mấy cái con mực, ủa lộn, con bạch tuộc hay là mấy cái con ghẹ ngon gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì được anh bồi bổ cho mấy chị em thì cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha. Bây giờ mấy chị em sẽ bắt tay vào làm thôi. Đây chị sẽ làm con này, Ngân là đang nhồi để cho nó ra hết nhớt á, tại vì theo chị An với lại mấy bà chủ bán nói là mấy cái con mà nó mới gì luôn nè, người ta chưa nhồi á thì nó sẽ ngon hơn, nó tươi á, nó tươi hơn á, tươi hơn. Rồi cái đầu nó trứng không chết rồi các bạn ơi, mình không biết cái này có phải trứng không nhưng mà bây giờ là nó vậy rồi nè. Giờ phải làm sao mấy con này đâu có đâu, đó giờ chưa có kinh nghiệm bằng cái này, đó giờ đâu được ăn này đâu biết mà. Ôi, mấy đứa ơi, con này là con bạch tuộc cái nha, lấy chén được, lấy chén được. Thôi chị nghĩ là mình không nên ăn nó đâu mấy đứa, mình cho nó ra luôn đi. Này Ngân tính làm món gì? Mấy đứa thích ăn món gì? Trước giờ tụi coi tôi thấy người ta làm quá trời luôn á, nhìn thèm kinh khủng. Món gì? Bạch tuộc nướng sa tế. À, bạch tuộc nướng sa tế là ăn ngon lắm á. Còn hình như hồi xưa mình ghẻ thì ăn sao? Một lần đó mấy đứa nhớ. Ghẻ ghẻ nè. Cực kỳ luôn á, chị An. Nó còn sống kìa, nó còn thổi bọt á. Mua á. Tính làm món gì? Ngân me được không? Mấy đứa thích món gì? Ngân me đi, chua ha. Ngân me ha. Rồi, vậy quyết định đi nha. Trời ơi, quyết định cái là đồng ý liền luôn á. Đây cái làm con này, trời ơi con này nó bự thiệt luôn. Bự lần đầu bự tiên thì thấy mà con bạch tuộc to gì luôn á. Bình thường mình ăn con bạch tuộc nhưng mà kiểu nó chỉ nhỏ xíu xíu thôi à. Đúng rồi, đâu bự được gì đâu. Ra tới Hà Tiên mua. Trời ơi, chị Che với Ngân là lặn lội ra tới Hà Tiên. Lặn lội tới Hà Tiên mua được nhiêu đây về cho mấy đứa. Nó mới tươi gì chứ trong chỗ của mình đó, nó đâu có tươi được gì đâu. Của mấy cái ghe bào á, người ta đi bắt đánh về á. Xong cái người ta cặp vô liền lên chợ mấy đứa. Ghé ngay chợ cá luôn á, trời ơi nó tươi gì đâu. Đúng rồi đó, chứ còn đem về đây thì nó không bớt tươi lại. Có một điều mà thú vị nữa, bạch tuộc tôi mới biết nữa nè. Gì vậy? Thông thường mà thấy mấy con bạch tuộc nó có 8 cái giò đúng không? 8 cái ngoe, nhưng mà con này chỉ có 7 cái thôi. Cái con mà nó bị cục một cái rồi nè, là tại vì nó đói, nó không kiếm được đồ ăn, nó tự ăn. Tự ăn rồi xong hả? Rồi khi mà sau này nó ăn đồ ăn lại thì nó tự mọc ra lại. Hay là ngăn ăn của nó vậy? Nè, trời ơi. Con nó bự ra luôn á. Đây. Đó. Thèm không mấy đứa hết không? Thích. Ngon lắm á. Bỏ thêm muối vô. Bỏ thêm muối cho chị bớt mình cái này nhồi á. Chị đang mặn nó nè. Mặn như là xong rồi đó. Rồi đem lên là mấy đứa lát mình bắt hang rồi. Lên đó. Hội hang hồng á cho mấy đứa nướng. Thích hồng mấy đứa rồi. Dạ con này con gì á? Con này hả? Con ghẹ. Hả con ghẹ. Con cua bữa mình ăn là nó khác nha, nó không giống gì đâu. Cái này đúng không chị? Đúng rồi, đây là ghẹ đó. Còn cua là nó bự hơn. Giống như giặt đồ vậy. Vậy nó mới sạch được. Cái mình nó ăn cái gì á. Xong rồi. Đây. Nếu như mà xong rồi thì đợi tôi xíu nha, tôi sẽ làm cua.
gà. À gà. Không phân biệt được, xin lỗi. Gà. Còn bạch tuộc thì nó là mực. Đây xong rồi, các bạn có thấy là nó khác lúc đầu không? Rất là khác luôn. Trời ơi, nó trắng gì đâu. Ôi, gà ngon quá vậy. Ngon ghê luôn á. Nhưng mà không biết nó có gạch không nha. Nè, nó có ít. Không, không có luôn. Nó không có gạch nhiều. Ủa tưởng hình như là cái ruột của nó mà đúng không? Nó không có nhiều gạch đó. Nhưng mà không sao. Tại vì mùa này á, nghe cô đó nói á, mùa này á, cua không có nhiều gạch đâu. Cua cái không có nhiều gạch. Ủa, chứ không phải mùa này có gạch hả? Không, cổ nói vậy. Mùa này đang là mùa sinh sản đó. Nhưng mà cổ nói vậy á. Mùa này là mùa sinh sản của cua đồng chứ không phải là mùa sinh sản của cua biển. Biển. Mấy cái này chút xíu nữa mình sẽ đưa vô miệng mình múc 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 cho nên là phải chà cho kỹ để không hồi sình không. Hình như là cua đực không mà Cẩm ơi. Cua đực không. Ui chết rồi Ngân ơi, tôi lỡ tách làm gãy ra làm hai rồi. Không sao đâu, xíu nữa mình chiên mà. Đó. Con này nó mềm quá. Dạ. Trời ơi. Ngon quá. Thấy thịt nó săn không? Hả? Thịt nó săn. Săn chắc lắm luôn á nè. Nhìn ngon nha. Đó, nhỉ? Các bạn thấy không? Trắng tươi luôn. Nhìn thèm chảy nước miếng. Trời, trời. Làm gì mà la hoài vậy trời. Làm gì la hoài vậy? Nó còn sống nè. Bỏ nó xuống đi, bỏ nó xuống. Nè 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 nè, nhìn nó vươn cái càng nè. Trời ơi các bạn nhìn nè. Ôi cua nè, mình mua tưởng ngoài đem về mà nó còn sống luôn đó. Bỏ xuống. Ghê quá à. Cảm đúng là chuyên nghiệp thì cái chỉ cần sắn một cái là con cua nó chết queo. À, dễ sợ luôn. À. Thôi bỏ nó xuống, nó chết cho xong đi Ngân ơi, để nó ăn. Mệt quá. Nữa nè. La hoài hết hồn. Đây. Wow. Nè bỏ xuống. Ôi nhìn nè, còn sống luôn á. Có kẹp không vậy? Kẹp, bỏ xuống. Kẹp không? Kẹp. Kẹp hả? Đã sợ rồi mà cứ. Trời, sắn lủng cái dao của tôi rồi. À. Tôi xin lỗi mày nha. Sống không vậy? Thôi sắn luôn đi cho chết ăn. Ơ kìa kìa, nó còn ngoe ngoe. Rồi nó chết rồi. Đó thì nhờ mấy nó con cua này nó còn sống cho nên rồi. Là sẵn này cũng chỉ cho mọi người cách mà biết cái không cái cách mà làm cho nó chết khi mà mua cua về còn sống. Giết ở đây nè là nó chết đó. Cái tay. Còn sống không luôn á Cẩm ơi. Còn sống. Tại nãy giờ nó giả bộ á, giả bộ xỉu á. Nó giả bộ xỉu. Thôi nhìn nè. Giả bộ xỉu thôi chứ nó chưa chết đâu. Cho dầu vô hả? Cho dầu vô chiên trước. Rồi. Bên kia ướp mực chưa? Chuẩn bị đây. Ơi cái này dĩ đâu? Dạ đợi xíu có dĩ liền, chị Lý đợi xíu đi. Đây hôm nay á thì nhà ăn tiệc vui lắm các bạn nên là có chị Lý qua chơi nữa nè. Chị Lý thấy bạch tuộc mua Hà Tiên ngon quá chịu không được nên là chị Lý phải qua liền á. Là em ướp nha. Đây là sa tế á. Cui mấy hũ sa tế này là được mấy hũ rồi đó, mấy hũ rồi. Cái này là 5 hũ á, chỉ cần mình ăn. Nhưng ơi tôi ướp bạch tuộc đó. Rồi cho vô đi quá. Cho thêm đó hả? Thêm hết luôn. Qua chơi kém luôn phải không? Rồi qua đi Ngân ơi. Trời ơi. Trời ơi cái màu. Nè đừng hay nha. Của mình nên tôi á. Giờ mình chảy nước miếng luôn hả? Ở đây em chưa thấy mới có bà tụt mà bán bự vậy luôn á chị. Nhưng mà chị dòm thôi chứ chị ăn được nhiều. Em biết là chị lấy gì ấn với đồ biển. Thiệt hả? Thiệt, chị ăn không có được. Không, em bữa đó chỉ là chị tôm thôi. Đồ biển. Không, tôi biết là tôm thôi à, nhưng mà còn bạch tuộc thì sao? Cua ăn được không? Chị lấy bị dính với đồ biển. Cua cũng cua không, ăn không được luôn. Cua lặn không được luôn. Em mới giới thiệu là chị thích này á. Hết nhưng mà ăn miếng ăn à. Món này ăn được không? Tỏi. Gì? Được tỏi hả? Tỏi để vô. Tỏi ăn được không hả? Hai là tỏi ăn được không? Tưởng đâu có đưa mình ăn tỏi. Tại vì em cứ tưởng là tôm thôi. Ai về đâu là mấy đồ biển hết trơn luôn á. Chị Lý đặc biệt thích con bò. Gì đó hả? Hồi nào à? Ngon quá cái màu nè. Ơi nó nghe nè. Đây mặt nhỏ luôn rồi kìa. Mặn xong mà nói tùm lum tà la hết trơn. Chị ơi nói sao chị mà đi bè đi đi ra Hà Tiên đi tắm biển với nhau xong về tắm biển là về Mĩnh Gia xong rồi xong người còn này tắm biển về mà sao mà cái mặt mụn không hả? Chị ơi có một cái điều người ta gọi là hợp lý là đi biển về xong đứa nào cũng đem thêm 8 lớp. Vừa đen mà vừa nổi mụn lên đó. Là đẹp lắm. Thường thường tới đó đi. Chị hết đi chị. Đi biển tắm là hết bị ngứa, hết bị gom sảy đồ này kia. Còn em sao? Đi, càng đi biển về bị nổi sảy ra trời. Ngộ. Làm như tại ra ngoài tắm nhiều quá hay sao á chị ơi. Chắc tắm nhiều quá đóng muối vậy cho vậy. Sẽ để ở đây ướp trong vòng 10 phút.
cho nó thấm rồi mình lại nướng luôn nha. Than cũng hồng rồi đó. Ui than nóng quá chị Lý ơi. Con đó con gì? À, con gà. À, con gà. Con gà chứ không con cúp. Xin lỗi mọi người, tay không bị không được. Đối với em thì con nào cũng như con nào thôi. Cua gẹ nó cũng vậy à. Ừ, chưa được nóng. Nhưng mà cứ để nó vậy thì chị để nó một hồi nóng quá nó bỏ vô nó bị bùng chát bùng chừng nổ. Dạ. Sợ lắm. Thì ngon quá chị ba ơi. Ồ nó đỏ rồi nè. Nó đỏ rồi nè. Bây giờ. Đúng lên. Bà bố của em đây, bà bố của em đây. Rồi Ngân ơi. Như vậy? Chị gan tôi của chị. Chị này giống như cái chiên của mấy người đến nhặt vậy. Cái chiên, giống cái chiên. Ủa nó dằn thiệt luôn á. Về có nước nè. Tại cái này đâu có thể không đâu. Không ít mấy cái mai. Mấy cái mai xuống. Chưa bỏ mai xuống mà, chưa bỏ mai vô mà. Em đâu bỏ nữa đâu. Em múc mấy cái mai xuống cho nó ra nữa. Bỏ muối nha chị. Ghẻ chưa đủ bây giờ mình sẽ bỏ những cái con bạch tuộc khổng lồ lên nướng nha. Ơi bự ngon quá trời ngon luôn. Bự không chị? Bự lắm luôn. Hồi đó vậy chị Lý có thấy mấy con bự gì chưa? Chưa. Em cũng chưa luôn á. Đây là lần đầu tiên thấy á. Nó biết bự rồi. Tiếc cái ăn không bị ăn nhiều đi. Ăn nhiều một hồi là chị chóng mặt á. Vậy đó hả? Ổn quá à. Ê. Đi vừa tắm thôi. Vì được rồi tắm, mình dễ mình chở. Tôi nãy giờ tôi bỏ có 4 con. Ngồi dưới gió ngửi cái mùi rồi chết chết. Đã đời Ngân ơi. Rồi. Thơm quá. Các bạn mà ở ngoài đây đi là sẽ hửi được cái mùi thơm của nó. Chị Lý vừa chị Lý. Hai chị em mình mà ha. Thôi Như đi, gọi Như đi ha, Như trước. Lát á, nó săn lại cái mình lúc đó mình cắt ra. Chị mới thấy con bạch tuộc bự vậy luôn á. Em cũng mới thấy luôn á, trời nhất là con này nè, nó bự gì đâu. Cái bà này có gọi là bạch tuộc khổng lồ chứ mọi người. Ơi cái này nè, mà nó hít vô lắm phải không? Cái này nè. Cái này á, đúng rồi, cái này nó hít vô da mình là mình gỡ không ra luôn phải không? Đúng rồi. Cái râu của chị, cái tô á chị, nó có mấy cái lỗ tròn tròn nè. Cái tô á, nguy hiểm lắm. Mà nó chết rồi. Mình đâu gặp được nó sống đâu. Này trở lại các bạn coi nha, hủ hồn liền đó. Nó săn rồi kìa, nhanh quá vậy. Hủ hồn nữa nè. Nè nè. Nó đang mọc ra nè. Nó đang mọc ra đó. Nó đang mọc ra. Nó cười quá à. Chưa mọc ra nữa là mình vô bụng mình luôn nè. Dằn quá mọi người ơi. Tan tan tan. Ngăn ta ăn bò né. Còn Ngăn này chiên ghẹ là chiên rồi kêu vẫn gì ghẹ né hả? Chiên ghẹ mà nãy giờ mà nó dựng tóc em luôn là chị hiểu rồi đó. Hồi bữa em chiên cua cũng vậy á. Có để vô miếng muối không? Nghĩ luôn rồi. Bình thường em hay để bột chị. Không có, để bữa nay hết rồi. Nó dặn lại đừng có cho nó bị ấy. Thơm quá. Thơm chưa? Cái nào cũng thơm hết á. Bên đây thơm nhiều nè, bên đây có ốp đồ nè. Sắp chín rồi đó. Ừ. Bên đây có ốp tỏi, ốp mà... Cái này nướng lâu quá nó sẽ bị dai. Nó béo quá. Ngân ơi, nó săn tóc lại rồi. Nó bị uống lộn đúng không? Cô gái tóc xù. Tụi mày. Cái món mà ghẹ. Ghẹ mà gan me thì không thể nào mà thiếu đậu phộng gan được. Đó. Ủa chị ba ơi. Chị ba để muối trong này chi vậy? Tại vì thông thường em gan thì cũng gan vậy nhưng mà không có bỏ muối. Chắc có mình tôi khác à. Tôi gan không có bỏ muối. Gan cái này là phải đảo đều nha. Tóc xù rồi. Tóc xù. Cô bé tóc xù. Đây mấy con bạch tuộc nó đang nằm lên nhau. Xếp hàng lên nhau. Tóc đã xù rồi. Uống lộn nè. Quăng lại quéo quá trơn rồi. Con này đúng không? Con này là hấp dẫn quá. Thơm quá. Ngon quá Ngân ơi. Ăn thử chưa? Đồ mấy con chín bằng bên đi. Bên này nè, cái cần thả vô mấy cái con sắp sống nó còn chưa nấu. Rồi để xíu. Lấy nó xuống dưới để mà hỏi nó bị tay quá. Không, tôi đang đợi, đợi tươi với tho xong rồi đó. Ê con này nó chín lắm nè. Ừ, con nó chín rồi đây nha, con nó nhỏ. Nè, đẩy vô đây.
Rồi, để chị gấp mấy con này ra. Ôi. Coi nó thèm không? Hấp dẫn quá. Bữa tiệc thì mấy chị em mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Ở đây có bạch tuộc nướng sa tế nè, rồi có ghẹ mình sốt me nè, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Thì nhóm phụ nữ miền Tây cũng xin chân thành cảm ơn anh David rất là nhiều nha. Chúc cho anh có thật là nhiều sức khỏe, thì tụi em sẽ ăn cái bữa tiệc này thật là ngon luôn. Xin mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi, trước khi ăn thì gắp một ít ra cho chị An, vì hôm nay chị An đi làm rồi không có về kịp, nên là bắt buộc là phải để riêng ra. Nhiều em luôn. Không, bạch tuộc thì cũng có để trên rồi. Chưa 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 bạch tuộc không? Dạ có để trên này chị. Ở trên rồi chị. Dạ. Rồi. Giang đó. Rồi bây giờ là xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức nha. Rồi, ăn thôi. Anh ta biết ăn với mấy chị em nha. Rồi. Nướng xong rồi nhưng mà mình để là mình hâm lại cho nó nóng nóng quá thì ăn càng ngon hơn. Dạ ăn bạch tuộc trước hay ăn ghẹ trước? Thì ai thích nạc áo đó em ghẹ. Tại vì ghẹ ở bên em á, em phải lấy qua cho mấy đứa. Bên kia ai ghẹ cho dễ đây chị để qua cho. Nè, qua đây nghe em nào ăn thì em có gấp nè, chị nướng rồi. Nè, gấp cho mấy đứa đi, cưng cưng gấp cho mấy đứa dễ hơn á. Không, em nghĩ là mình chuyền qua bên đó đi, tụi nó muốn ăn nhiều thì tụi nó gấp bao nhiêu á. Đây, mi để bên đó luôn đi mi. Nè, em nào ăn. Rồi, xích vô. Đó đó nướng rồi sẵn rồi đó. Gì đó. Không để nóng rồi đó. Rồi, bây giờ mình thử thức nha. Tí nữa lý rồi, mày to quá. Hả chị? Dì Lý ơi, có người kiện to kìa dì Lý ơi. Có mình chị Lý cắt à. Ừ. Ăn đi hai ngàn. Ăn đi. Cho em một tua nha. Rồi, ăn cắt đi. Cái này cắt ngay ha. Thơm quá. Cắt ngay được. Thơm ghê. Nóng quá. Ngon không chị ba ơi? Ngon quá. Ngọt ngay luôn. Cái thịt của nó. Em cắt em phải thèm, trắng miếng tròn. Rất là giòn. Cặp miếng vô găm vô. Ngon. Nó dai ha. Cặp thì miếng vô găm nó thơm thơm. Ngon quá. Cắp ăn ấy, ăn gấp gấp nhiều nhiều vô đi. Nói hoài không đứt. Chỉ một hồi chị Lý hết cắt luôn bây giờ. Nó rất là ngọt luôn nha. Ngon. Giòn lắm chị Lý ơi. Giòn mà mặn mặn rồi thêm sa tế cay cay nữa. Ăn miếng vô găm thơm thơm. Chị Lý ơi, chị Lý ăn đi. Chả chả đi ta. Mấy đứa này, mấy đứa gắp đi, mấy đứa ăn nướng miếng nó đi rồi gắp mấy cái này là không lại nè. Chị Lý ơi, để nó đi em gắp cho, em cắt cho chị Lý ăn đi. Em ăn thử hết đi. Chị ăn đi. Chị ăn xỉu à. Ăn đi. Ăn cho ăn những có được. Đúng rồi hả? Ủng quá. Mua lên, mua lên, mua lên. Thôi bỏ đi. Tại vì cắt nhỏ quá là nó bị lọt. Cắt gì vừa thôi chị. Ngọt quá chị. Nhưng mà có một sự thật là nhai quả không đứt. Cái này chắc dai lắm rồi. Cái đầu hơi dai. Thử cái đầu của nó ra sao. Chị ăn không được ăn rồi tiếc quá à. Không được ăn chung với mình. Phải ăn một mình. Ăn chung với mình nó ngon rồi nó sẽ ngon hơn. Cái đầu ngon. Này nè, chị nghĩ nó còn tươi. Tươi nó mới dai á. Đây là lần thứ hai em được ăn lại món này á. Em thích ăn mấy cái khác. Thơm đúng không? Ngon như ngày đầu. Nè mấy đứa,
Hồi trước là hồi nhớ là em với chị em ăn với xuồng á, ăn cái món bạch tuộc nướng này nè, nhưng mà chỉ ăn được vài con thôi à. Ngon như cẩm làm. Hai chị em có tiền mua mấy con à, con này quá trời luôn. Bình thường ở nhà cũng ăn nhưng mà cái con nó nhiều, nó xíu à. Nó được bự vậy đó. Như con mực vậy á. Ừ. Cái này to. Chị Lý ăn đi chị Lý. Ăn đi chị. Chị xỉu à. Nhưng mà chị ăn đi. Chị ăn thôi. Rồi rồi cắt hết cái này chị ăn. Chị Ba ăn đi chị Ba. Em cắt cho chị ăn nè chị Ba, thấy cưng chị không? Ăn đi. Ăn đi để hồi là chị ăn hết đó. Ăn không hết được chị Ba ơi, nhiều lắm á. Nhiều lắm luôn á. Ngon à. Dài vậy ha. Dai mà giòn. Vừa rồi nó lý hả? Vừa rồi nó ăn ghẹ hả? Vừa rồi nó ăn ghẹ không mà, nó giờ không ăn bạch tuộc. Hay vậy? Cắt dài quá, nó ngay không nổi gì. Ngon mà. Hồi nãy giờ miếng cắt. Cắt không đứt hả? Sao em thấy nó mà đúng. Nó giòn mà mọi người. Nó giòn mà đúng không? Giòn. Giòn. Nè mấy đứa, bạch tuộc nè mấy đứa. Để cái dĩa bánh đi. Ngon lắm. Cảm ơn mà nó khen đi chi hết trơn. Nó tập trung ăn ghẹ chị ơi. Cái này bằng trên đây nè. Nó ngọt. Chị ăn đi. Chị Lý ăn thử đi. Nó ngọt ngọt. Sật sật ha. Chị Lý ăn đi. Rồi, chị cắp nó nếm rồi để nó khét đi. Mấy đứa thích cắn ghẹ hả? Ghẹ ngọt không? Ghẹ ngọt chị. Vừa ăn chưa mấy đứa? Chua chua ha. Ngon thì cắm rồi. Ngon không? Công nhận ha. Rồi thế này là dưới này là hết nhức đầu luôn. Ngon quá. Ơi nó thằng tư ăn ngon ha. Bốn chị em thì bạch tuộc, còn dưới thì cắn gớp vậy. Cái này là có thêm dưa leo. Ừ, đúng rồi. Dưa leo với xà lách đồ á. Không, em còn thích một cái món nữa. Cái gì? Tự nhiên quên luôn rồi. Đậu bắp. Ừ. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À đúng rồi. Đỡ ngán mà nó ngon. Quên. Mấy cái quán nướng thường thường ta ăn đậu bắp, có đậu bắp. Đậu bắp hoặc là cái ớt chuông á chị. Họ xiên nướng ăn cũng ngon lắm. Nó rất là giòn, thơm. Nay mình ăn không luôn, quá trời luôn. Ủa không ăn cơm luôn hết ta? Dạ không. Bữa nay ăn hải sản chưa cơm à? Nhiều lắm á chị. Con này to ấy nè. Nằm dưới nó vàng mà nó khô luôn. Vậy mà nó ngon. Chắc ăn. Chắc thịt. Mà nó ngọt nữa mà nó bự ra luôn á. Cái gâu mà to là to. Bự cái bồ bạch tuộc. Bạch tuộc khổng lồ. Cắn thôi. Đất rồi hậu ghi nhỏ gì bự nó cắn đất. Trời ơi, cái răng nhỏ quá hả? Cắn cho em đi. Ơi, cắn cho em với. Có nướng đèn viên rồi ăn thơm. Cá giòn thơm vậy. Thơm mùi khét á. Lát thì chị lấy đồ chị đập cho. Em cũng thích ăn cái gâu nào mà khét nữa. Vậy là cảm giác chị lấy ở trong nhà được rồi. Em thì em thích mấy cái mà nó còn mềm hơn. Khai chưa? Cái miếng ngọt. Rớt hả? Rớt. Nó còn sống á. Hả? Cái lá còn sống. Cái lá mà sống hả? Mua quá trời than. Này than nhiều hả? Hồi lúc nướng thì ít than. Lúc mà nướng xong rồi ha, quá trời luôn. Biết chưa? Cái lúc mà mình nướng cái nước nó chảy nó nhiễu xuống á. Cái than nó tắt. Cái này nó khô hết rồi, hết nước nhiễu rồi cái bắt đầu nó than nó bắt lại. Nó nhiều than đi ha. Bữa nào qua chị chơi mới đó. Qua chị ăn món gì vậy? Dạ chị có món gì đãi không? Chưa biết nữa. Cũng hú dừa nữa. Thôi cũng hú dừa lần nào qua chị Lý cũng có hú dừa cho chị. Em cảm giác là bị ngán của hú dừa rồi. Giờ lần này mình đổi cái khác đi. Chị giờ chị ra giường chị lục có gì không mình chị qua. Canh hủ ra lẹn nha chị. Cái mấy nay mưa không ở nhà cũng buồn quá à. Có nấm á. Nấm hả? Nấm mấy rồi. Có nấm hả? Có chồng không chị?
chồng lại mỏng tay rồi. Vậy bữa nào để mấy chị em qua nha. Hôm nay thì rất là vui luôn khi mà được ăn bạch tuộc này với lại ghẹ nữa, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Xin chân thành cảm ơn anh David rất là nhiều nha. Chúc cho anh có thật là nhiều sức khỏe luôn, thành công. Bây giờ xin chào anh, chào các bạn nha. Anh David đây, bye bye.